Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Quý vị và anh chị em đang theo dõi phóng sự đặc biệt về thông điệp Giáng sinh Urbi et Orbi của Đức Thánh Cha Francisco. Xin lưu ý với quý vị và anh chị em, ngay sau khi đọc thông điệp, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ban phép lành tòa thánh và ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới, trong đó có mạng lưới điện toán toàn cầu, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi quyến luyến đối với tội lỗi. Xin quý vị và anh chị em cùng hiệp ý để đón nhận ơn toàn xá. Kính thưa quý vị và anh chị em, lúc 11:15, ban quân nhạc và đại diện các lực lượng quân binh chủng Italia đã được xe cảnh sát dẫn đường diễn hành từ lâu đài thiên thần tiến theo dọc đại lộ Hòa Giải để vào quảng trường Thánh Phêrô dàn hàng chào danh dự trước thềm đền thờ. Bây giờ là 12 giờ trưa, chúng tôi nhận thấy Đức Thánh Cha đã xuất hiện trên ba lơn chính giữa đền thờ Thánh Phêrô. Ban nhạc của đội ngũ lâm quân Thụy Sĩ và cảnh sát Italia đang trình tấu quốc thiệu Vatican. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói: Cari fratelli e sorelle, buon Natale. Anh chị em thân mến, chúc mừng Giáng sinh. Cristo è nato per noi. Chúa Kitô được sinh ra cho chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng trong ngày cứu độ này của chúng ta. Apriamo i nostri cuori. Chúng ta hãy mở lòng chúng ta ra đón nhận ân sủng của ngày hôm nay là chính Đức Kitô. Gesù è il giorno luminoso che sorto. Chúa Giêsu là ngày rạng rỡ đã mở ra trên đường chân trời của nhân loại, một ngày của lòng thương xót, trong đó Thiên Chúa là Cha chúng ta đã mặc khải sự dịu dàng tuyệt vời của người với toàn bộ thế giới. Giorno di luce che disperde le tenebre della paura e dell'angoscia. Một ngày của ánh sáng xua tan bóng tối của sợ hãi và âu lo. Một ngày hòa bình được dựng lên cho gặp gỡ, đối thoại và hòa giải. Dialogare.
soprattutto riconciliarsi. Giorno di gioia, una gioia grande. Một niềm vui vĩ đại cho người nghèo, những người thấp hèn và cho tất cả mọi người. In questo giorno dalla Vergine Maria è nato Gesù, il Salvatore. Trong ngày này, Chúa Giêsu Đấng Cứu Thế đã được sinh ra bởi Đức Tin Nữ Maria. Che Dio ci ha dato. Un bambino avvolto. Nuôi Chúa Hải Nhi cho chúng ta thấy những dấu chỉ mà Thiên Chúa đã tiên báo cho chúng ta. Một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng cỏ. Anche noi andiamo a vedere questo segno, questo avvenimento che ogni anno si rinnova nella Chiesa. Cầu xin cho chúng ta như các mục đồng tại Belém cũng cất bước lên đường để thấy dấu chỉ này, thấy sự kiện hàng năm vẫn được lặp lại trong giáo hội. Giáng sinh là một sự kiện được lặp lại trong mỗi gia đình, mỗi giáo xứ và cộng đồng nào nhận được tình yêu của Thiên Chúa đã nhập hẹn trong Chúa Giêsu Kitô. Ma che è figlio dell'Altissimo perché viene dallo Spirito Santo. Như Đức Maria, giáo hội cũng chỉ cho mọi người thấy dấu chỉ của Thiên Chúa. Hài Nhi là do bà tu mang và sinh hạ ra, nhưng Hài Nhi ấy là con của Chúa Tể Càn Khôn, vì Hài Nhi ấy là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Adoriamo la bontà di Dio fatta carne. Ngài thật sự là Đấng Cứu Thế, vì Ngài là Chiên Thiên Chúa đứng gánh tội trần gian. Riempiano i nostri occhi e lavino il nostro cuore. Tutti ne abbiamo bisogno. Cùng với các cộng đồng, chúng ta cúi xuống trước mặt Thiên Con, chúng ta tôn thờ sự tốt lành của Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể. Dio può liberare l'umanità da tante forme di male. A volte mostruose. Và chúng ta hãy để cho mắt chúng ta đẫm những giọt nước mắt ăn năn lạc sạch tâm hồn chúng ta. Chỉ có người, chỉ có một mình người mới cứu được chúng ta. Chỉ có lòng thương xót của Thiên Chúa mới có thể giải phóng nhân loại khỏi nhiều hình thức của sự ác, đôi lúc là những tội ác thật đáng ghê tởm mà tính ích kỷ đã sinh ra giữa chúng ta. Lui porta la speranza. Dove nasce Dio, nasce la pace. E dove nasce la pace, non c'è più posto per l'odio e per la guerra. Một thông lộ để thoát ra khỏi những trạng dài. Dove è venuto al mondo il Figlio di Dio fatto carne, continuano tensioni e violenze. Cũng được sinh ra, nơi Thiên Chúa được sinh ra, hòa bình cũng được sinh ra, và nơi hòa bình được sinh ra sẽ không còn có chỗ cho hận thù và chiến tranh. Israeliani e palestinesi riprendere un dialogo diretto e giungere ad un'intesa đã đến trong thế gian. Những căng thẳng và bạo lực vẫn tồn tại và hòa bình vẫn còn là một món quà được khẩn nài và xây dựng. Cầu xin cho Israel và Palestine có thể nối lại việc đối thoại trực tiếp và đạt được một thỏa thuận cho phép hai dân tộc sống hòa thuận với nhau, kết thúc một cuộc xung đột mà từ lâu đã đặt họ trong tình trạng đối đầu với những hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ khu vực. Riesca quanto prima a far tacere il fragore delle armi in Siria e a rimediare. Chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa để các thỏa thuận đạt được tại Liên Hiệp Quốc có thể thành công trong việc ngăn chặn càng sớm càng tốt các cuộc đụng độ vũ trang tại Syria và khắc phục được tình trạng nhân đạo cực kỳ nghiêm trọng của những nạn nhân.
affinché si superino. Tương tự như thế, điều cấp thiết hiện nay là các thỏa thuận về Liberia được hỗ trợ bởi tất cả các bên để vượt qua được những chia rẽ trầm trọng và khống chế được bạo lực đang làm tổn thương quốc gia này. Cầu xin cái sự chú ý của cộng đồng quốc tế được đồng thanh hướng đến việc chấm dứt sự tàn bạo tại các quốc gia này, cũng như tại Iraq, Libya, Yemen và vùng cận Sahara bên châu Phi, mà ngay trong giờ phút này đang tạo ra thêm vô số những nạn nhân, gây ra những đau khổ bao la, và thậm chí không tha cho cả các di tích lịch sử và văn hóa của toàn thể các dân tộc này. Il mio pensiero va pure a quanti sono stati colpiti da efferate azioni terroristiche. Suy nghĩ của tôi cũng hướng đến những ai chịu ảnh hưởng bởi những hành vi tàn bạo của chủ nghĩa khủng bố, đặc biệt là các vụ thảm sát gần đây diễn ra trong không phận Ai Cập, tại Beirut, Paris, Bamako và Tunis. Ai nostri fratelli perseguitati. Với những anh chị em chúng ta là những người tại nhiều nơi trên thế giới đang bị bắt hại vì đức tin của họ, xin Chúa hài lòng Giêsu ban cho họ ơn an ủi và sức mạnh. Chúng ta cũng cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp giữa các dân tộc của Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi và Nam Sudan, xin cho con đường đối thoại có thể dẫn đến một cam kết chung để xây dựng các xã hội dân sự được linh hoạt bởi một tinh thần chân thành, hòa giải và hiểu biết lẫn nhau. Reciproca. Il Natale porti vera pace anche all'Ucraina. O fra sollievo a chi subisce le conseguenze del conflitto e ispiri la volontà di portare a compimento gli accordi per ristabilire la concordia nell'intero paese. La gioia di questo giorno illumini gli sforzi del popolo colombiano. Cầu xin cái niềm vui của ngày hôm nay soi sáng những nỗ lực của người dân Colombia, ngõ hồng khi được lên hướng và hy vọng họ có thể tiếp tục những dấn thân của mình để hoạt động cho nền hòa bình dân chúng đang khát khao. Dove nasce Dio nasce la speranza. Nơi Thiên Chúa được sinh ra, hy vọng cũng được sinh ra. Và nơi hy vọng được sinh ra, con người lấy lại được phẩm giá của họ. Tuy nhiên, ngay cả ngày nay, có một con số đông đảo những người nam nữ đang bị tước đoạt nhân phẩm của họ. Và giống như hài nhi Giê-xu, họ đang phải chịu lạnh, bị lâm cảnh đói nghèo và bị từ chối. E come il bambino Gesù soffrono il freddo. Cầu xin cho sự gần gũi ngày nay của chúng ta có thể được cảm nhận bởi những người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là những binh lính trẻ em, những phụ nữ bị bạo hành và các nạn nhân của nạn buôn người và buôn bán ma túy. Soprattutto ai bambini soldato, alle donne che subiscono violenza, alle vittime della tratta delle persone e del narcotraffico. Cầu xin cho sự khuyến khích của chúng ta không thiếu vắng nơi những người chạy trốn khỏi đói nghèo cùng cực hoặc chiến tranh, phải du hành trong những điều kiện mà quá thường xuyên là vô nhân đạo và nguy hiểm cho mạng sống của họ. Rischiando la vita. Siano ricompensati con abbondanti benedizioni quanti singoli e stati si adoperano con generosità per soccorrere e accogliere i numerosi migranti, những người quảng đại làm việc để cung cấp sự hỗ trợ và chào đón đến vô số những người di cư và tị nạn, giúp họ xây dựng một tương lai xứng đáng cho bản thân
và cho những người thân yêu của họ và được hội nhập vào các xã hội đón nhận họ. Che li ricevono. In questo giorno di festa il Signore ridona speranza a quanti non hanno lavoro. Trong ngày lễ này, xin Chúa ban hy vọng mới cho tất cả những người thiếu công ăn việc làm. Xin người nâng đỡ những dân thân của những người có trách nhiệm công cộng trong đời sống chính trị và kinh tế, để họ có thể ra sức trao đổi các lợi ích chung và bảo vệ phẩm giá của mọi sự sống con người. Il bene comune e a tutelare la dignità di ogni vita umana. Dove nasce Dio, fiorisce la misericordia. Essa è il dono più prezioso che Dio ci fa, particolarmente in quest'anno giubilare. Đặc biệt là trong năm tháng này, trong đó chúng ta được kêu gọi để khám phá ra rằng tình yêu dịu dàng của Cha trên đời là dành cho mỗi người chúng ta. Il Signore doni particolarmente ai carcerati di sperimentare il suo amore misericordioso che sana le ferite e vince il male. Cách riêng xin Chúa cho các tù nhân trải nghiệm được tình yêu nhân hậu của Người là tình yêu chữa lành các vết thương và chiến thắng cái ác. Nel giorno della nostra salvezza, contemplando il presepe, fissiamo lo sguardo sulle braccia aperte di Gesù. Như thế hôm nay chúng ta hãy cùng nhau vui mừng trong ngày cứu độ của chúng ta. Khi chúng ta chiêm ngưỡng nôi Chúa hải nhi, chúng ta hãy nhìn vào những vòng tay rộng mở của Chúa Giêsu đang chỉ cho chúng ta thấy những cái ôm đầy thương xót của Thiên Chúa. Per i miei fratelli e i miei amici, io dirò su te sia pace. Xin cho chúng ta nghe thấy tiếng kêu của Chúa hải nhi đấng đang thì thầm với chúng ta. Vì ơn ích của anh em và các bạn hữu, tôi nói rằng bình an ở cùng anh chị em. Kính thưa quý vị và anh chị em, bây giờ là nghi thức ban phép lành Urbi et Orbi cho Roma và toàn thế giới, kèm theo ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Vê-rô cũng như những anh chị em tín hữu trên thế giới theo dõi qua các đài phát thanh, truyền hình và các phương tiện truyền thông mới. Xin quý vị và anh chị em cùng hiệp ý để đón nhận ơn toàn xá. Santo Padre Francesco, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione. Mở đầu nghi thức, Đức Hồng Y trưởng đẳng quốc tế tuyên bố chủ ý của Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho những người nói trên, miễn là họ giữ các quy tắc và hội đủ các điều kiện luật định, nghĩa là xin tội rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và từ bỏ mọi thứ biến đối với tội lỗi. E conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Đức Thánh Cha đã long trọng đọc lời nguyện xin Thiên Chúa nhân lành vì lời cầu bầu của mẹ Maria, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và toàn thể các thánh mà xá giải mọi tội lỗi và hình phạt bởi tội lỗi cho các tín hữu. Ngài đọc như sau. Santi apostoli Petrus et Paulus. Xin các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô là những vị mà chúng tôi dựa vào quyền bính và uy thế cầu khẩn cho chúng ta trước Thiên Chúa. Amen. Precibus et meritis, Beate Maria, Semper Virginis, Beate Michaelis, Arcangeli, Beate Ioannis Baptista. Nhờ lời cầu bầu và công nghiệp của Đức Trinh Nữ Maria, của Tổng lãnh Thiên Thần Michael, của Thánh Gioan Baptista, của các Thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô, cùng toàn thể các Thánh, xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót anh chị em và xin Chúa Kitô tha tội cho anh chị em, cùng dẫn đưa anh chị em về cõi trường sinh. Amen. Indulgentiam. Absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum
spatium vere e fructuose penitentiae. Xin Thiên Chúa toàn năng lân túc ban ân xá, tha thứ tất cả mọi tội lỗi của anh chị em, cho anh chị em được hưởng thời gian để làm việc đền tội thành tâm và có công hiệu, một tấm lòng thống hối và hoán cải đời sống, được ân thánh và sự an ủi của Chúa Thánh Thần, cùng được sự kiên trì làm việc thiện cho đến cùng. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis. Kính thưa quý vị và anh chị em, Đức Thánh Cha đang giơ tay ban phép lành kèm ơn toàn xá. Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper. Thưa quý vị và anh chị em, trong niềm hân hoan đón mừng Chúa Giáng sinh, toàn ban thế giới nhìn từ Vatican xin kính chúc quý vị và gia quyến một mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc, tràn đầy ơn lành hồn xác và hồng ân cứu chuộc của Chúa Giáng sinh. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.